Hello, xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình trở lại học về từ vựng at school and university, tức là mình đi học ở trong trường học và university là đại học, được chưa? Rồi làm lại ha, school cái này mọi người biết rồi. Và cái university, u rồi ni rồi ver rồi c rồi ti, chứ sao đọc vậy luôn? University. University là đại học. Rồi, đại học ha, trường học và đại học. U mở cái bự quá mạng luôn vậy. Đây. Rồi. Trường học và đại học. Trường học tức là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đại học hay university. Rồi, bây giờ mình sẽ vô học mấy cái môn học. Thứ nhất là subjects, là môn học. Thực ra bài này mình đã dạy rồi trong cái phần phát âm ấy. Được chưa? Phần phát âm mình đã làm cái này nhiều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ lại ha. Cái bài mà phát âm 44 âm phiên âm tiếng Anh, tiếng Anh, nếu như mà ai mà có coi là đã thấy cái mình dạy cái này hết trơn, có phiên âm luôn. Bây giờ mình sẽ có subjects, sub và check, đừng có sub nha, sub là không ổn đâu. Để mình cho mọi người coi cái phiên âm của cái chữ này nó như thế này. Ê, trời, bấm gì vậy? Rồi, đây, nó là âm ớ, nó là sub, mọi người thấy chưa? Sub, sub, mình đọc là sub. Đây là cách đọc anh nè, subject, subject. Hoặc là ở đây anh Mỹ cũng có một cái kiểu anh bên đây. Subject bên đây là subject. Subject. Thế thì subject nó dễ đọc hơn, tại chữ E nó có sẵn luôn ha. Subjects là cái môn học. Sub nha, sub. Gọi là bậc phụ đề việc sub, chứ đừng có sub nha. Sub là sub cua ăn mất luôn rồi. Rồi mình sẽ có cái môn đầu tiên là English. Cái môn này thì coi quen vậy thôi. Mọi người đang học tiếng Anh bữa giờ vậy chứ cái chữ này mọi người đọc cũng sai hoài à. Sai hoài luôn. Đây là English. In xong mà English, được chưa? English. Đấy, in chứ đừng có English là không được. English, ai mà đọc là in là sai. Nó phải là in English. English và English, chữ is cuối cùng cũng sai luôn. Phải là English. Đấy, môn tiếng Anh ha. Tiếp môn Maths là môn toán. Maths, thấy không? Chữ này đọc thì cũng không có gì gọi là phức tạp lắm đâu. À, môn math thường nó có cái chữ s ở cuối mấy cái môn này. Maths. Maths. Đó, chữ khó đọc là maths. Maths. Nhưng mà thật ra mọi người đọc như vậy ha. Đọc math, phía sau nó có xì dài dài ra chút là cũng được, còn đỡ hơn là math không, không có gì hết. Là đó là khác nữa. Rồi, maths, được chưa? Maths. Maths. Thò nhẹ cái rồi sờ ra maths. Là môn toán, được chưa? À, tiếng Anh rồi. Đây là toán. À, đây là anh văn nè. Rồi toán nè. Rồi học môn art. Art. Cái môn này thấy nhỏ nhưng mà khó đọc ha. Art. Môn là mỹ thuật hay là nghệ thuật thì cũng vậy thôi. Nghe chưa? Art nghĩa là mỹ thuật, cũng là nghệ thuật luôn. Art. Art. Nó không phải là act. Cái miệng không mở ra act. Cũng không phải là o. Không phải o mà là art. Được chưa? Là xong. Môn nghệ thuật, mỹ thuật. Tiếp tới môn nữa là môn lịch sử, thấy không? Môn hai story. Đây, hai story. Mình giỡn nhau, phải đọc vậy nha. History. Rồi ha. History. 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 Rồi, ai đọc history thì ok, người ta cũng hiểu thôi. History vẫn được, tại vì hồi trước mình đọc history thì mình thấy người nước ngoài cũng có thể hiểu được, nhưng mà nghe nó phèn quá rồi. History. Ừ, history đi ha. Rồi đây là môn sử ha. Rồi qua đây môn art là môn vẽ đi ha. Đó. Thì mọi người hỏi có môn painting với drawing. Ừ đúng rồi, cũng nói luôn á. Nhưng mà gọi chung mình vừa sơn vừa vẽ tô màu kia là môn art. Tiếp theo môn này, quả địa cầu. Môn này đọc là chi gì? Có ai nhớ không? Hay là mới vô đây học lần đầu tiên? Môn này là môn geography, môn địa lý này. Geography. Đây, geography. Không đọc gel ha. Gel là không được đâu. Này là địa lý ha, địa. Rồi, geography. Rồi, thì mình cũng nói rồi, những cái từ mà cái môn học này á thì khá là khó hơn so với những cái từ vựng trước đây mình học rồi, đúng không? Đó. Rồi thì nó khó đọc, phải nhìn vô phiên âm này mới đọc được. Geography. Geography, geography. Rồi, tiếp nữa, môn biology. Chắc chắn không phải đọc như vậy rồi.
Nó sẽ được đọc như sao? Nó đọc như vậy nha. Bi. Biology. Biology. Được chưa? Biology là môn sinh đó. Kính hiển vi là để coi mấy con sinh vật, con virus, vi khuẩn gì đó, vân vân. Ok. Biology. Rồi. Cái môn học này phải học bài kỹ đó ha, chứ nãy giờ thấy mấy môn là thấy loạn rồi đó. Tiếp theo tới cái môn mà máy tính nè, tin học. Information Communication Technology, viết tắt là ICT, thì đọc là ICT. Thường thì mình thấy mọi người sẽ thấy cái chữ này nhiều hơn nè, IT. Ha. Hỏi làm người gì làm IT, làm nhân viên IT là về tin học, máy tính, được chưa? Hỏi là có thêm chữ communication nữa là liên lạc, liên kết, giao tiếp với nhau. Information Communication Technology là cái technology là cái công nghệ liên lạc, giao tiếp, thông tin đó, công nghệ thông tin, được chưa? Công nghệ thông tin là này nè. Information Technology hoặc là Information Communication Technology. Nghi quá, nghi từ nãy cũ. Rồi, tiếp theo là môn PE. Mình đọc tắt cái tên là PE, giống như trên đây là mình đọc là ICT thôi. PE là Physical Education, là môn rất nhiều người yêu thích nè, là môn là không bao giờ có bài tập về nhà, môn thể dục. Ok. Rồi, cái sai lầm của mình là lúc mình còn nhỏ hơn mình đã không tập thể dục cho nên rất yếu, nên có một cái môn thể thao để chơi. Lúc mà mình còn nhỏ, nếu mà mình cho lời khuyên cho các bạn nhỏ hơn hay là các bố mẹ có con nhỏ hơn thì nên cho nó chơi một cái môn thể thao nào đó yêu thích để rèn luyện sức khỏe. Chứ như mình giờ không chơi, mình muốn đi tập gym mình cũng tập không nổi, chả làm được gì hết. Ok, Physical Education, chỉ cần đọc PE là được ha, thể dục. Tới môn này là các thánh đọc sai nhiều nhất. Môn này, môn chem mít này, không phải chem được đâu nha, không hề chem được luôn, kém. Chemistry. Rồi, chemistry là môn hóa à, thấy mấy cái ống nghiệm là biết à, hóa, chemistry. Dễ hình thôi chứ mấy cái ống này có bao giờ đầy tới đó đâu. Tiếp theo tới là modern languages, tức là languages, học ngôn ngữ hiện đại. Modern languages, cái môn này mới nghe lần đầu tiên trong cuộc đời. Ok. Rồi, modern languages, modern là hiện đại. Gõ cái gì vậy trời? Hiện đại, languages là ngôn ngữ. Ngôn ngữ hiện đại, ok. Rồi, đã bỏ qua đi, có ai học môn đó thì lấy, còn không học thôi. Nhưng môn này chắc chắn là ai học hết lớp 9 rồi là phải có luôn nè. Physics. Đây, là phiên âm của nó nha. Đây nè. Đây. Physics. Physics là môn lý, được chưa? Chiếu một tia sáng trắng vô xong nó qua một cái viên, như viên kim cương thì nó cho ra một cái chùm tia quá trời màu luôn. Rồi cái cuối cùng môn dễ nhất, music, môn âm nhạc, được chưa? Trời ơi, cái này khỏi ghi luôn cũng được nữa, mọi người đã rành đi rồi. Rồi, bây giờ môn học nghỉ ha. Khó học, không hề dễ học luôn. Đấy, giờ thử nè. Y mà hơi thiếu rồi, tính kể mọi người nghe. Thiếu môn gì mọi người biết không? Thiếu môn văn hả? Ok. Modern languages đứng đó môn văn nha. Rồi. Ủa này viết đúng vậy? Nghi quá. Viết sai rồi. Rồi. Rồi, thêm môn này nữa, môn văn, môn này. Literature. Literature. Ủa sao nó không có này trong đây ta? Không bé. Rồi, đây là môn văn nghe. Rồi, vậy giờ có đủ rồi đó, văn toán lý hóa, sinh sử địa, anh văn. Rồi, tin học, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật. Ok, rồi giáo dục công dân đâu? Giáo dục công dân. Civic. Có không, có không? Không, có civic thôi. Rồi, civic này là civic thuộc về cái như là văn minh á, thường là với lại thường là official connected, ok, giáo dục công dân. Rồi, đó là kết nối giữa nhiều người, thì môn có cái môn gọi là môn civic. Gõ sửa sai hoài vậy. Education, giáo dục công dân là cái này. Rồi, cho biết thêm thôi. Đấy, nhiều môn học quá. Bây giờ bắt đầu lượt lại. Văn. Literature.
toán, math, lý, physics, hóa, chemistry, sinh, bên đây, biology, sử, history, địa, đó, âm nhạc, music, địa là geography, không thèm đọc luôn, mỹ thuật, art, thể dục, PE, rồi, tin học, ICT, rồi tiếp, giáo dục công dân, civic education, rồi còn môn gì nữa không ta? Công nghệ hả? Công nghệ, technology, ok, môn công nghệ là lấy cái chữ này luôn, technology, rồi, như đó đó. Còn cái modern language này lạ quá, ngôn ngữ hiện đại, môn này mình có học không vậy trời? À, quên, Anh văn nữa, English. Rồi đó là những cái môn học mình có thì thời điểm hiện tại. Lát nữa làm bài tập ôn lại. Rồi, nếu ai chưa biết viết thì ngồi viết đi chứ có cách gì nữa đâu hả? Đúng không? Rồi mình muốn viết được thì mình sẽ ngồi viết. Không mất nhiều thời gian đâu, coi vậy chứ ít á, viết chừng 10 lần, 20 lần vừa viết vừa đọc là sẽ thuộc thôi. Useful things. Ok, bây giờ nó sẽ có những cái đồ vật hữu ích. Sao lại kêu là đồ vật hữu ích trời? Tại vì đi học không có mấy cái này là không có được. Là dụng cụ học tập ở đây của mình ha. Thật ra nó kêu là mấy cái tools, nhưng mà thôi, ở đây nó dùng chữ useful things. Useful ở đây là hữu ích. Có thể trong mấy bài nghe mình đã dạy rồi. Nhưng không sao, làm lại luôn. Useful things, những cái đồ vật hữu ích khi đi học. Rồi coi nha, coi nó hữu ích tới cỡ nào nha. Coi món nào mình xài, món nào mình không nha. Nói chung bài này mình thấy là từ vựng nó cũng chưa sát sao lắm so với lại cái văn hóa của mình. Để coi thử nha. Thứ nhất là cái board. Cái board là cái bảng, được chưa nào? Chữ đọc là board. Mọi người có thể nhìn thấy là O-A-R-D, là O-R, board, được chưa? Muốn phiên âm thì đây mình sẽ cho mọi người coi cái phiên âm. Mọi người cảm thấy một thấy à, trên vừa dạy trên vừa viết phiên âm ra, vừa tra từ điển thì mọi người thấy nó cũng không mất quá nhiều thời gian mà mọi người không làm. Đó, cái giỏi là ở đây nè. Đó, cứ cái gì không biết là cứ tra. Nó không mất nhiều thời gian mà nó cho mình rõ ràng một cái câu trả lời từ từ điển ra chính xác, được chưa? Đấy, thì đừng có lười tra từ điển nha. Không, board, đây phiên âm R. Bird. Board là cái bảng. Cái bảng này mình thấy khác với cái bảng của mình rồi đó. Cái bảng của mình là màu xanh hoặc màu đen, viết phấn, thì đó là vậy. Tiếp theo mình có cái notice board. Cái notice board này là cái bảng này mình thấy trên phòng giám hiệu đúng không? À, để cho thầy cô dán cái lịch lên, nó thầy có biểu này kia. Notice, cái notice này chắc các bạn cũng biết đó. Cái notice là cái thông báo, tức là cái mà hay nhảy vô á khi mà các bạn học. Cái lộn, khi bạn dùng điện thoại mà các bạn học cái gì nó hay nhảy cái notice, thông báo Zalo, Facebook có ai nhắn tin cho mình. Notice. Đấy, rồi. Notice. Anh là notice, anh Mỹ là Notice. notice. Đây, notice. Cái bảng notice là cái bảng thông báo. Tiếp, mình có piece of paper, là piece là mảnh, mẫu, mẫu mẫu giấy. Piece of paper, giờ là piece, được chưa? Rồi, check cái phiên âm nè, check cái là biết trên đọc đúng hay không đúng luôn nè. Đây, piece, Peace. đó, piece, không có pie nha, piece. Đấy, mình đồng ý với các bạn một chuyện là cái chữ này không là pie, trong choco pie, nhưng có chữ CE vô đọc là piece. Ok, mẫu giấy. Rồi tất cả những thứ này đều thấy và đều cần đúng không? Tiếp là cái pencil. Pencil là bút chì. Bút chì này mình nghĩ là ai cũng đã biết rồi nha, không nói nhiều. Tiếp, quyển vở của mình hay là cái cuốn để mình ghi á là notebook. Chữ note trong chữ notice này nè. Notebook là ghi chú, quyển vở để ghi chú lại. Đây là quyển vở ha, notebook. Đấy, thì người ta muốn ghi vở gì người ta ghi á mà, được chưa? Còn mình thì mình thấy hồi đó mình đi học mình sẽ viết vở 5 ô ly, đứa nào cũng như nấy, 5 ô ly 200 trang, đem nặng thấy bà nội luôn. Tiếp mình có cái quyển textbook. Textbook này có nghĩa là quyển sách, sách mà sách học của mình á, sách để mình đi học, textbook, được chưa? Sách dạy cho mình mấy quyển sách bài học á là textbook. Rồi, có cái bút chì rồi mà chưa có đầu bào nè, đây là cái đầu bào bút chì. Pencil sharpener, pencil được rồi, cái chữ sharpener này mình sẽ gõ cho mọi người coi. Đây, nghe đọc luôn. Sharpener. 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 Bài này đọc hết hơi sharpener. Sharpener. Không có chữ bình, còn bài này có chữ bình. Sharpener. Rồi, sharpener. Sharpener. Đọc sharpener thì nó sẽ dễ viết hơn thôi.
Rồi, sharpener là cái gọt bút. Rồi, mình rất thích cái này, tại vì mình dùng dao gọt là nó thế nào nó cũng, hoặc là cái viết nó vô đất, hoặc là cái viết cái con dao nó vô tay. Ở đây có thêm cái này để mọi người nghe học anh văn. DVD player. Cái này lúc mình học lớp 5 nhà mình mới có, mà bây giờ mình cũng thấy nó mất tích rồi. DVD player để chơi ha. Rồi, trong lớp các bạn có không? Lớp tôi hồi xưa làm gì có. Tiếp tới cái ruler. Ruler là cây thước. Nè, cây thước. Cây thước kẻ. Đó, cây thước. Ruler, đọc sao viết vậy luôn. Ruler. Tiếp nữa, trong lớp có cái computer là cái máy tính. Cái này là computer. Hy vọng là mọi người biết chữ này ha. Rồi, không cần phải quá là trang trọng, không phải quá là xa vời. Computer. Computer. Rồi, vậy thôi, computer viết sao đọc vậy luôn, là cái máy tính ha. Rồi, có cái hình luôn á. Tiếp theo có cái whiteboard. Cái whiteboard này là cái bảng trắng. Ủa, có khác gì cái bảng ở trên đâu rồi, đúng không? Đâu có khác gì đâu. Thì bảng này là bảng trắng thôi. Thì để viết, có chắc là viết bút lông thì phải. Rồi, ở đây mình nói về bút. Bút ở đây có cái pen, là cái bút bình thường, bút mực nha. Rồi, còn ở đây nó sẽ có cái ball pen nữa, là cái bút viết bảng. Bút lông mới viết bảng, được chưa? Đó, ball pen, bút viết bảng. Bút viết bảng đi. Ngoài ra, mọi người mà cầm cái bút lông lên á, thì nó sẽ có một cái khác nữa, nó có sẽ kêu một cái chữ là marker. Đấy. Rồi ngoài ra thì bây giờ mấy lớp học của tụi nhỏ mình thấy là có cái này hay nè. OHP tức là overhead projector, và mình thường kêu cái chữ này là projector thôi, tại vì không phải lúc nào nó cũng được gắn ở trên đầu. Projector là cái máy chiếu. À, cái này mình rất thích. Hồi lúc mình đi dạy trung tâm tiếng Anh thì nó cũng có cái này, rất là tiện luôn. Soạn bài trên máy tính như vậy rồi mình sẽ show ra luôn. Projector. Dạ, projector, projector. Projector. đó là cái máy chiếu, được chưa? Còn thêm chữ overhead nữa là dòng qua trên đầu á, được chưa? Đấy, xong. Tiếp có cái gì bên đây viết là phải bôi, đúng không? Bôi có cái rubber là cái cục gôm. Thì mọi người hồi trước là học cái là eraser, đúng không? Rồi, chữ rubber có nghĩa là cục cao su. À, cao su. Và nói chung là cái gì liên quan tới cao su nó cũng dùng chữ rubber đó. Ok, nói vậy thì tự hiểu đi ha. Rồi, tiếp tới eraser thì mình nghĩ là dùng chữ eraser nghe nó có vẻ ổn hơn. Eraser là cái cục tẩy, cục gôm, được chưa? Rồi, tiếp mình có cái ball rubber nữa, là cái này để bôi bảng, cái đồ bôi bảng. À, mình bôi bảng không có mua cái này. Bôi bảng mình dùng cái nùi dẻ không à? Có ai nhớ cái nùi dẻ là gì không? Trong bài nhà bếp mình có cái cloth, mình lấy cái nùi dẻ mình bôi không à? Ha. Rồi. Đây nó cho cái chữ này luôn. Rồi tiếp là chữ desk, là cái bàn. Bàn này là bàn học. Bàn học thì nó khác cái gì cái bàn thường? Bàn mà nó có cái học bàn, có cái học tủ bên dưới á. Học tủ để đồ vô, được chưa? Là cái bàn để học. Còn cái bàn bình thường thì nó chỉ có cái mặt bàn thôi, còn cái này nó có cái ngăn bên dưới để cặp vào, được chưa? Đấy, buồn buồn là để cả chân vào được luôn. Thì ở đây mình thấy là từ vựng của bài này học phải biết tính toán, lược bỏ và ghi nhận cái nào quan trọng đối với mình, môn nào mình thích, môn nào mình có học qua. À, thì mình học kỹ một chút, còn môn nào thấy là lạ bỏ qua một bên. Và đồ vật cũng vậy, cái nào mà chúng ta có xài thì chúng ta học kỹ một chút, cái nào không có đọc qua cho biết thôi, được chưa? Rồi, ở đây thì thấy là bảng, giấy, sách, tập, bút là cần thiết, được chưa? Còn lại bỏ qua. Bây giờ tới expression là những cái câu thành ngữ hay cái câu người ta câu cú rồi người ta viết cho mình nè ha. Ở đây mình coi thử nha. A math teacher teaches maths. Một giáo viên dạy toán thì một giáo viên toán thì dạy môn toán. Nhìn kỹ ha. A math teacher teaches maths. Một giáo viên toán thì dạy toán. Math teacher là giáo viên toán, chứ mình không có nói là teacher math, được chưa? Môn toán, giáo viên toán là math teacher. Đó, vậy thì mình hỏi mọi người nha. Giáo viên tiếng Anh dạy tiếng Anh thì mình nói sao? Ok, đặt được không? Giáo viên tiếng Anh thì dạy tiếng Anh. An English teacher thì teaches English, được chưa? Giáo viên môn gì thì dạy môn đó. Có môn tiếng Anh đó là tại vì English là chữ E cho nên phía đầu phải là an chứ không phải là a. Ha, vậy thử nha.
một giáo viên lý thì dạy môn lý, thì là a physics teacher teaches physics. Đó, được không? Rồi, đây thì giáo viên tiếng Anh là mình, giáo viên toán với lý chính là ba của mình. Ghê chưa, ghê chưa? Học hai môn này không hề giỏi luôn. Rồi, her students study math. Thì hồi nãy nó có cái câu là gì? Một giáo viên toán thì dạy toán, và her students là học sinh của cô ta thì học môn toán. Ok, her students study math. Rồi, thì mình làm câu mình, một giáo viên tiếng Anh thì tiếng Anh, học trò của cô ta học tiếng Anh. Rồi, chẳng hạn vậy. Rồi, câu này cũng đơn giản thôi, để cho biết cái cách làm câu, ứng dụng cái môn học vô cái câu này thôi. Tiếp, children go to school. Con nít thì đi tới trường học. Còn students and student go to university. Và sinh viên thì đi đến trường đại học. Thật ra thì cái chữ student á, cái chữ student bây giờ nó đã dùng cho tất cả mọi người luôn. Hồi trước nó còn có chữ pupil gì nữa đó, là cũng là học sinh. Nhưng mà bây giờ thì student là học không? Student này vừa có nghĩa là sinh viên, và bây giờ cũng có được có nghĩa là học sinh luôn rồi. Ok, cái này kiểu người ta đặt cho nó phân biệt ra, cho nó có cái điều kiện, nói chung là để cho nó có cái lý do để người ta viết ra cái câu đó cho mình học vậy thôi. Rồi, tiếp theo, at school, children learn to read and write. Ở trường học thì học sinh á, con nít á, nó là học read and write, là học đọc và viết. Rồi, còn students thì sao? Student can do an English course in many schools and universities. Còn sinh viên á, thì có thể có những cái khóa học tiếng Anh, hoặc là những cái khóa học courses. Course là khóa học, là cái khóa học. Ui, bấm cái gì vậy trời? Khóa học in many schools and university. Đó, trong những trường học và những cái gì? Trường đại học. Bắt đầu rối hả? Chia ra chia cho nó rối thì mà mệt ghê. Rồi, at the end of a course, ở cuối khóa học, you often take or do an exam. Bạn có thể dùng từ là take an exam hoặc là do an exam. Trinh thì Trinh sẽ dùng take an exam. Ở cuối khóa học là bạn sẽ có cái kỳ kiểm tra, thấy chưa? You hope to pass your exams. Bạn hy vọng vượt qua kỳ thi. Ai chả vậy đúng không? You don't want to fail your exams. Bạn không muốn fail là bạn không muốn rớt cho cái kỳ thi của mình. Đây, học được chữ pass là đậu. Rồi có fail là rớt. Nha. Rồi tiếp theo, if you pass your final exams at university, nếu bạn đậu kỳ thi, final là cuối cùng. Final hồi bữa trước mình học là chung kết, được chưa? Trong cái bài nghe mình học là chung kết, nhưng mà đây là cuối cùng. Chứ đi học đại học mà có dòng chung kết là kỳ lắm luôn á. Thì bạn sẽ get một cái, nếu mà bạn thi cái kỳ thi cuối cùng của trường đại học xong thì bạn sẽ có một cái degree. Degree này là một cái bằng cấp, bằng đại học đó ha. Được chưa? Bằng gì cũng là cái này hết. Degree là cái bằng. Rồi, xong. Đây là hết cái bài học hành. Từ vẫn khó nhằn, khô khan. Không vui bằng học mấy cái đồ vật không, đúng không? Quá xá trời đất luôn. Rồi, để coi bài tập làm được không nha. Nói cái môn học bên cột trái với cái gì mà bạn học bên cột phải. Nói thử coi được không nha. Toán nè, nhìn vô thấy toán là math à. Physics là học về... Ok, chắc cái này là công thức lý quá. E bằng MC bình là cái gì vậy trời? Công thức gì vậy ta? Không biết luôn. Tiếp, history là học về the 15th century, học thế kỷ 15. Geography là vật lý. Vật lý thì học về the countries of the world. PE là thể dục nè. Thể dục học gì? Thể dục học là sport, thể thao, sport. Tiếp, English thì học về gì? English thì học spelling hả? Học đánh vần hả? Rồi chemistry, hóa. Đây. H2O. Tiếp, biology, sinh học thì sẽ học về gì? Đây, học về loài vật, animals and plants. Tiếp, công nghệ thông tin thì học về máy tính, computers. Bài dễ nhất mình đã làm xong. Ok, rồi đâu, bỏ hết cho mọi người làm lại coi. Lại nào, maths là môn toán. Toán chọn toán. Physics, physics là môn gì? Lý. Lý chọn công thức lý, ổn chưa?
History, lịch sử học về countries. Bảy 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 bảy, nó lộn. Lịch sử học về the 15th century là học về thế kỷ 15. Rồi century là thế kỷ. Tiếp, geography, geography là địa lý học về countries of the world là các quốc gia trên thế giới. Rồi PE là thể dục nè, thể dục học về sport. Tiếp English học quanh vần. English thì học spelling. Đấy. Tiếp chemistry là môn gì? Môn hóa, chọn vô môn hóa. Biology sinh học, chọn vô con vật. Animals and plants. Tiếp ICT là môn công nghệ thông tin, học vô computers, máy tính. Thì tính ra cái môn này mình giải thích mọi người biết rồi, cái khó là dịch của cái bên này đúng không? Đấy, the country là quốc gia. Đừng có dịch quê hương. Dịch không có ra, dịch quê hương như thế nó không hợp. Country, thường mình countryside thì là mới là miền quê, được chưa? Rồi century là thế kỷ ha. Rồi. Ok. Plant thì là động, là thực vật. Cây á. Rồi animals là động vật biết ha. Spelling là đánh vần. Rồi, xong. Ô là la, hết rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn cái bức tranh này 30 giây. Sau đó che nó lại. How many of the 10 objects can you remember right? Ok. Rồi trời ơi, cái đề bài là nhìn vào bức tranh này 30 giây. Xong rồi che bức tranh lại. Viết bao bao nhiêu? How many of the 10 objects can you remember là bạn có thể nhớ được bao nhiêu trong số 10 cái đồ vật này. Viết chúng xuống bằng tiếng Anh. Oh wow. Ơi, có cái cây này nãy chưa dạy ta. Cái kim này nãy chưa dạy. Cái kim, ơi, sorry mọi người, nó rớt lại cái kim mà. Tại cái kim nó nhỏ mọi người hiểu không? Cho nên quên. Drawing pin tức là drawing pin, nhớ cái pin nha. Pin là cái kim, pin nó vô. Pin tin nhắn là tại vì mình dùng tin nhắn tiếng Anh là có cái này. Pin là găm nó vô. Rồi nhớ cái pin là cái cây cái đinh gắm đó nha, cái kim cúc hả? Không biết tiếng Việt là cây gì luôn. Rồi. Ok là cho mọi người thời gian để nhìn cái này. Nhìn đi ha. Ok, pause recording một chút xíu. Giải quyết con chó của mình coi. Hello, mình trở lại. Rồi mọi người nhìn kỹ chưa? Đợi mình xíu. Peanut, con nằm im. Con đừng có cào cổ nữa. Ok. Trời ơi, không cắt cái khúc mình ra được luôn. Mình lỡ dạy lâu quá rồi, bây giờ mình dừng lại là mình sẽ đổ cá sông đổ biển hết, cho nên mình phải làm tiếp. Sorry vì con chó của mình nó cứ cào hoài. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào cái tranh này nha. Rồi mọi người nhớ không? Nhớ được món những món đồ trên đây hết chưa? Giờ mình sẽ dẹp cái tranh đi, mọi người viết ra thử. Cái thử. Giờ mình cũng không nhớ cái món gì nữa. Có cái bút mực nè, pen nè, bút chì nè, pencil nè, có cái kim đúng không? Pin nè. Có cái tờ giấy đúng không? Piece of paper nè. Có cái quyển tập là notebook hả? Có cái gì nữa? Có cái bàn hả? Desk hả? Mới có 6 món à? Oh my god, còn món gì nữa vậy? Ok. Copy cái coi. Ồ, còn đầu bào viết chì, cây thước, quyển sách. Cái đầu bôi. Ghét cái đầu bôi này lắm nè, không nhớ cái đầu bôi này. Ok. Rồi làm lại mọi người kể lại với mình nè. Ủa, đủ chưa? Nếu vậy thì đủ 10 món chưa? Có cái desk nè, có cái pencil sharpener nè, có cái là rubber board nè. Rồi tiếp theo, rubber board hay là cái ball rubber. Ok, có cái thước là cái ruler nè, có cái chì là pencil nè, cái viết là pen nè, có quyển vở là notebook nè, có được cái cuốn sách là textbook nè, có cái tờ giấy là piece of paper nè. Phải không vậy? Desk, hai cái bút, cái pin, cái đầu bào, cái bo rubber, cái thước, hai quyển vở, rồi tờ giấy. Ok, chắc là được đây. Làm lại, rồi bắt đầu kể nha. Cái bút có hai cái bút là cái bút mực là pen, cái bút chì là pencil. Có cái bút chì thì có cái cục gôm, gôm là gôm, không phải cục gôm mà là cái đồ bào bút chì là sharpener, pencil sharpener. Có thêm cái đồ bôi bảng
là cái bore rubber, có thêm cái bàn là cái desk bự nhất, có thêm cái thước là ruler, có hai tờ hai quyển vở, hai quyển sách, một quyển sách một quyển vở. Quyển sách là textbook, quyển vở là notebook. Cái tờ giấy là piece of paper. Còn một thứ nữa là cái kim, là cái pin, cái ball pin, phải không? Đúng chưa? Ok, rồi vậy ha. Ok, rồi bạn có thể nhớ viết vô. Rồi nhớ rồi viết vô ha. Rồi, là mọi người tự viết đi, từ vựng ở trên nó có mà đúng không? Rồi khỏi viết, lười quá. Bây giờ mình sẽ xuống làm bài này luôn. Which of the things in B? Cái nào trong cái phần, trong phần B? On the opposite page or in the room where you study English? Cái nào trong phần đó mà nó có trong cái phòng mà bạn học tiếng Anh? Write them here. Right. In the room where I study English, I can see. Trong cái phòng học tiếng Anh của mình có thể thấy. Alright, bây giờ trong lớp mình nói cái chỗ hiện tại của mình bây giờ không có gì đó. Mình sẽ lấy cái hộp bút ra. Ok, hy vọng cái hộp bút của mình có. Mình sẽ có thêm cái gì nhỉ? À, mình có cái thước ha. Rồi mình có cái ruler. Mình có bút chì nè. Chắc chắn trong đây là có bút chì. Mình có cái pen nè. Ok, chắc chắn là mình có cái eraser. Hay là cái rubber cũng được. Ok, rồi mình có cái gì ở đây nữa? Mình có giấy. Piece of paper. Mình có cái quyển vở. Notebook. Mình có quyển sách luôn. Textbook, sách ở trong tủ của mình rất nhiều. Mà hiện tại mình xài sách online thôi, mình không có cầm ra chi hết. Rồi tiếp theo mình có cái gì nữa nhở? Mình có cây thước rồi, cây viết rồi. Ok. Thôi, mình nghĩ tới đây chắc mình cũng hết rồi đó. Trong phòng này đâu còn gì nữa đâu. Ngoài cái đèn livestream đang chiếu thẳng vô mặt mình với cái đám đèn ở dưới đây. Rồi, xong, hết. Đó là tất cả những gì mình có hiện tại. Còn các bạn có gì các bạn viết thêm. À, có thể nếu các bạn học ở trung tâm thì trung tâm sẽ có cái projector cho các bạn đúng không? Đó, projector. Hoặc là nếu như các bạn ở trung tâm mà có cái bảng, có cái board nữa. Ở đây mình không có cái board nào hết. Hoặc là mình có thể có board thì sẽ có thêm cái đồ bôi bảng nè. Cloth hoặc là cái gì? Cái board rubber. Rồi hoặc là mọi người còn có thêm cái cây là cái gì? Cái marker hồi nãy mình nói đó, cái bút lông, vân vân, nhiều thứ ha. Rồi, thử kể. Tiếp mình sẽ coi bài này. Chọn một từ from C opposite to fill gap below. Chọn một cái từ trong cái phần C để điền vào cái chỗ trống dưới đây và cho những cái từ này vào dạng đúng của nó. Thì mình có cái là Ethan does well at school. Does well at school tức là làm tốt ở trường có nghĩa là gì? Là học giỏi nha. Khi muốn nói ai đó học giỏi đi, mình sẽ nói theo cái kiểu này đó. Chứ mình sẽ nói là study good. Rồi tèo luôn, ta biết là mình ở bản làng chứ không phải là dân bản xứ á. Rồi, does well at school là học giỏi đó. He finds it easy to learn. Bạn ấy cảm thấy rất là dễ để học. And he always cái gì his homework và luôn làm bài tập về nhà. Does his homework. He usually cái gì all his exam. Bạn này thường luôn passes tức là đậu những cái kỳ thi, à, thi đỗ những kỳ thi, vượt qua kỳ thi. Bạn này á, pass là cái động từ chính của mình đúng không? Tại vì chủ từ là he cho mình thêm es vô vậy thôi. Ha, không có gì để thắc mắc đây hết nha. Tiếp theo, he will cái gì? His final school exam soon. Bạn này sẽ thi cuối kỳ sớm thôi. If he nếu mà bạn đó gì đó thì bạn ấy sẽ will đây là sẽ go to university next year rồi sẽ đi học đại học. Nếu mà bạn đậu. À, nếu mà bạn đậu thì bạn sẽ đi tới trường đại học vào năm sau. Chuẩn bị thi cấp 3 đó ha. If he gì? Mà if he fail, nếu mà bạn ấy trượt, he will be very sad. Bạn sẽ rất buồn. Rồi, thấy người ta không thi trượt, người ta buồn thôi. Chứ người ta đâu có làm gì nữa đâu đúng không? Ethan really want to. Bạn này rất muốn cái gì? Geography at university. Bạn này rất muốn học đi ha. Learn. Rồi, he would also like to. Và bạn còn muốn cái gì? A special geology course. Ok, geology course. Bạn này cũng muốn take học cái môn đó đi ha. Mình sẽ là chữ dùng chữ take thì nó sẽ hay hơn. Rồi, like to take a special geology course. His sister là chị của bạn này
is already, là đã rồi, tức là đã lên đại học rồi, university rồi. Next year she will, cái gì, degree, get her degree, đã có được cái bằng. And then she will try to find a job. Và sau đó thì bạn ấy sẽ, chị của bạn ấy sẽ tìm một công việc. Bài này thú vị, thí dụ á. Đâu coi lại coi mình điền đúng không nha. Trên đây nó có cho chữ gì vậy? Take exam nè. Ok, take môn học luôn. Rồi, get a degree được ha. Go to university là learn to read and write ha. Go to school, teach, write. Xong. Đọc bài lại thôi, bài này khá là hay. Dịch, đọc bài lại ha. Đọc bài lại coi và có gì hay để học nhé. Mình bôi bớt một số thứ cho nó chống chảy. Rồi, bắt đầu đọc ha. Ethan does well at school. He finds it easy to learn and... Con chuột của mình mất rồi, mình không chỉ được. Ôi, ủa, tại nó màu vàng. Sorry mọi người, nó vàng khè, mình không thấy đường. Rồi. Ethan does well at school. He finds it easy to learn and he always does his homework. He usually passes all his exams. He will take his exam school. Sorry. He will take his final school exam soon. If he passes, he will go to university next year. If he fails, chữ fail viết sai rồi. Chữ fail phải có s. If he fails, he will be very scared. Very sad. Nó lộn. Trời ơi, tới đây bị quán rồi, dạy lâu quá bị khùng rồi. Ethan really wants to take geography at university. He will also like to take a special geology course. His sister is already at university. Next year, she will get her degree and then she will try to find a job. Rồi, ok. Đọc chữ chồi lắm nè, đọc lại coi. Chỉ người ta học mà đọc thấy gung. Ethan does well at school. He finds it easy to learn and he always does his homework. He usually passes all his exams. He will take his final school exam soon. If he passes, he will go to university next year. If he fails, sorry mọi người, chỗ fail sửa rồi, nó mất rớt mất rồi. If he fails, he will be very sad. Ethan really wants to take geography at university. He would also like to take a special geology course. His sister is already at university. Next year, she will get her degree and then she will try to find a job. Đấy, rồi dịch lại bài này nè, mọi người còn nhớ không? Ethan học rất giỏi và bạn ấy cảm thấy rất dễ để học và luôn làm bài tập về nhà. Bạn ấy thường vượt qua các kỳ thi và bạn ấy sẽ có kỳ thi cuối cấp sớm thôi, được chưa? Bây giờ thi final không dịch là cuối kỳ nữa và thi cuối cấp luôn rồi, tùy theo ngữ cảnh rồi. He, if he passes là bạn, nếu là thi đậu thì bạn sẽ đi vô học trường đại học vào năm sau. Nếu mà bạn thi rớt thì bạn sẽ rất buồn. Ethan thì thực sự muốn có học cái lớp geography ở trường đại học và bạn cũng muốn học geology luôn. Và cái chị của bạn này thì đã học ở trường đại học rồi. Năm sau thì chị ấy sẽ có cái bằng và chị ấy sẽ tìm công việc. Ok, rồi một cái bài cũng khá là hay ho, nói về chuyện học. Hơi khô khan một tí, không có gì vui trong trường học này hết. Nhưng mà đọc cho nó quen mồm ha. Ok, được. Mình cũng có thể tả là mình học lớp mấy, trường gì, với lại chị mình có đi học không, chị mình đã đi làm chưa chẳng hạn. Rồi, ở đây người ta cho thêm bài là which are hoặc là which were, tức là sao? Một cái là hiện tại, một cái là quá khứ. Đối với những bạn nào đang còn học ha, các em còn học thì các em là are. Nhưng đối với những người như chị học xong hết rồi thì là were. Đấy. Rồi, which were or which are your three favorite subjects? Đây, Trinh trả lời cho mọi người nghe. Three favorite subjects của Trinh là music, art, English. Đó, không phải theo thứ tự này. Art, rồi music, xong mới tới English. Nếu mà có môn thứ tư sẽ là literature. Đó là những môn Trinh cực kỳ thích và học không bao giờ có áp lực. Which subject, if any, do did you not like? Cái môn nào bạn không hề thích? Tới rồi. Môn mà tôi không thích, thứ nhất chemistry. Thứ hai PE. Thứ nhất môn hóa, thứ nhì thể dục, rất ghét. Tiếp nữa, môn mình không thích nữa là môn math.
toán, không thích tiếp luôn physics đó. Nói chung là thuộc cái đám đó là mình không có mê. Môn sinh thật ra mình thích chứ không phải là mình ghét, nhưng mà tại vì mình không có thấy mình có duyên với nó cho nên mình không học. Rồi đó, ok, còn mấy du như thế nào, mấy du viết xuống thử xem. Rồi, vậy nha. Trời ơi, người ta chỉ cho mình học bài luôn nè, hay lắm nè. Rồi bây giờ là cái tips để học từ vựng trong cái bài này. Trời ơi, ai mà coi video tới đây là có được cái tips rất là hay luôn. Nghe tips nha, chuẩn bị nghe nha. Viết hai cái cột trên một tờ giấy, vẽ hai cái cột trên một tờ giấy mới đúng chứ. Một cột thì viết 5 chữ từ cái trang đối diện, tức là trang nào, là cái trang ở trên này nè. Đây, cái trang từ vựng đó, trang trên đó ha. Viết 5 từ. Xong rồi, 5 từ mà you want to learn là 5 từ bạn muốn học. Cái cột thứ hai mà bạn vẽ thì cho một cái bức tranh, put a drawing, hoặc là dịch từ translation, hoặc là định nghĩa definition, thì chẳng khác nào là gì. Đây, mình làm cho bạn coi luôn. Mình muốn học chữ notebook chẳng hạn, mình muốn học chữ quyển vở đúng không? Đấy, sau mình muốn học chữ cục gôm đúng không? Rồi mình muốn học chữ cây bút là chữ gì? Mình muốn học chữ cây bút chì nữa. Đó, ví dụ vậy, thêm chữ nữa là mình muốn học một cái chữ là cái bàn đi, desk. Chữ đèn bấm gì vậy? Rồi, đây là một cột. Cột bên kia mình cho một cái bức tranh mình vẽ vô. Hoặc là mình để cái cua để từ tiếng Việt luôn được. Quyển vở, rồi cục gôm, rồi cái cây bút, mực, rồi đây bút chì, rồi cuối cùng là cái bàn học. Đó là làm gì? Tiếp theo người ta kêu mình viết ra hai cột đó đúng không? Sau khi viết ra hai cột rồi, cover là che đi cái cột thứ nhất và nhìn cột thứ hai, tức là che cái chữ tiếng Anh này đi. À, xong rồi nhìn vào cái cột thứ hai này. Đấy, bạn có thể nhớ cái từ bên tiếng Anh hay không? Trời ơi, cái tips này có phải là quá là đơn giản, quá là basic, quá là truyền thống không? Không cần cái app nào hết trơn cũng làm được cái này luôn. Quá là dễ luôn. Học từ vựng nó chỉ có nhiêu đó thôi đó. Không có vấn đề gì mà nó quá là trời ơi lớn hỏi đâu. Thật ra nếu bạn có app hay gì bạn học thì mà bạn cảm thấy hợp với bạn á, thì mình không có cản. Nhưng mà cơ bản học từ vựng đối với mình chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi. Còn cái chuyện mình nhớ hay không á, nó là do mình có xài thường cái từ đó hay không, và thực sự mình có thích, mình có muốn nhớ hay không là mình nhớ thôi ha. Ok, rồi. Trời ơi, trong sách mà nó còn đưa ra cái tips này nữa. Đúng là tips này năm 1900 hồi đó thiệt. Cái tips mình chỉ cho các bạn mấy kỳ trước nó còn hay hơn nữa đúng không? Rồi, thôi bữa nay học tới đây, học nhiều rồi đó. Bữa nay video mình quấn cho nên video dài. Rồi, goodbye cả nhà. Vậy nha.